này 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 này, ui dồi à, chết này này, cậu ai làm cái gì mà như phá đồ của người ta như thế hả? Tôi chết rồi, cái kiểu này chắc là ai quỳ tiền rồi phải không? Quỳ tiền, thằng nào dám quỳ em? Em tha ông quỳ thằng khác thì thôi, thằng nào dám quỳ em? Quỳ em chọc cho lòi xăm. Khiếp này này này, ui dồi ôi, tôi có nợ tiền gì chú trước đây không nhỉ? Bác hỏi thế làm sao mà em nhớ được, mà có khi có em quên đấy. Này 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 này, chết, nếu có nợ nần thì cũng từ từ tôi trả nhá. Xe ở đây không có, xe máy không có, xe đạp không có, chú cứ điên lên chú chọc lòi xăm thì vớ vẩn, anh lòi một số thứ ra là chết đấy. Mà thôi, nói vậy thôi chứ sáng ngày sao đã cắm cẩu thế này, chắc có chuyện gì đấy hả? Em quyết định rồi. Sao? Em quyết định rồi. Quyết định cái gì cái chứ? Bỏ vợ. Này, rất nông nổi, rất phổi bò. Chú hơi liều đấy. Không hiểu lý do nào mà chú lại dẫn tới một cái quyết định táo bạo đến như vậy. Ly dị vợ. Vâng. Ai, không nói chuyện chơi đâu nhá. Vợ chồng sống với nhau không phải là món nợ mà nói bỏ một cái là bỏ được ngay, trả một cái là trả được luôn. Này, người ta ví vợ chồng sống với nhau giống như là bộ quần áo. Không phải muốn cởi ra là cởi, mà có cởi ra ấy thì chú mặc bằng cái gì? Mặc bằng cái gì em không cần biết. Cùng lắm là cởi trần, chứ còn cái loại quần áo em không thèm. Này, nói thì phải nghĩ. Cùng lắm là cởi trần. Thế tất cả những người đàn ông cởi trần đi ra ngoài đường thì một là bỏ vợ, hai là bị vợ bỏ. Chắc thế. Mà em nói cho bác nghe, thời buổi này kiếm đâu ra một thằng đàn ông như em à? Một thằng đàn ông mà, này nhá, cờ bạc không à, rượu chè không rồi, hút sách không rồi, trai gái không à, trai gái không à. Thôi, có méo nó xuống thì nó cũng vẫn phừng lên. Đàn ông là phải oằn ta là phừng, chứ đàn ông mà như thế này thì còn gọi gì là đàn ông nữa. Chú là điểm 10. Nhưng mà tôi muốn hỏi chú, nghĩ kỹ chưa? Bỏ vợ rồi, ăn cơm ở đâu? Ui giời, cơm hộp đầy, ngày nào cũng chả ăn. Bỏ vợ rồi, ngủ ở đâu? Ngủ em thuê nhà nghỉ. Này, sao? Hay thế này, em ăn cơm hộp à, xong rồi bác cho em ở nhờ nhà bác. Buổi đêm coi như em trông cái máy photo cho bác. Chú tính thế mà được ấy nhỉ? Vâng. Nhưng mà không ổn đâu. Sao thế ạ? Vợ chú đã đành lại còn vợ tôi nữa chứ. Tôi phải nói thế nào với bà ấy? Mà này, vợ chú nó điên lên, nó đến nhà tôi, nó đổ cho mồi xăng vào đấy. Toàn giấy photocopy để dễ cháy như chơi. Không chơi cái chuyện đấy. Em nói bác nghe. Sao? Em nhịn nhục có bao nhiêu năm nay. Sao? Bác có biết rồi, bao nhiêu năm nay rồi không có một bữa cơm nào mà em không ăn cơm mà chan canh. Thế cơ à? Vâng. Sao lại có chuyện như thế được? Cơm mà không chan canh thì dễ thường chú chan nước mắm à? Bác làm sao đấy? Em chan canh vào ở đây tức là để cho nó dễ nuốt à. Mà đời thủa nhà ai nhá, đời thủa nhà ai mà cứ động cho miếng cơm vào mồm là nó chì chiết, nó đay nghiến em. Mà bác biết nó chì chiết chuyện gì không? Chuyện gì? Nó bảo là cái loại đàn ông đàn an gì mà cả ngày chỉ biết cắm mặt nhặt từng xu về đưa cho vợ à. Em nói xin lỗi bác chứ đi bơm vá mà không nhặt từng xu thì định nhặt vàng về cho nó chắc. Đúng. Không được. Quan điểm như thế là không được. Đấy. Tôi cũng không nhất trí. Loại phụ nữ sao lại mắng chồng như thế là không được. Tôi cũng không thể chấp nhận được. Nhưng mà chú phải biết, phụ nữ là họ hay tính đồng cà đồng mắm. Nghĩ chỉ được dối rắm chứ không được nghĩa cả như anh em mình. Thế người ta mới gọi là phụ nữ. Này, ngày xưa nhà tôi cũng thế đấy. Cũng cầu nhau, cũng chì chết lắm. Nhưng mà sau đó tôi điên lên, tôi cũng phải vùng lên, tôi cũng phải lập lại trật tự. Tôi phải chấn chỉnh ngay từ giai đoạn đầu. Nhà bác cũng thế. Ừ. Bác chấn chỉnh thế nào? Phải chấn chỉnh ngay. Này, ngày xưa nhá, lăng nhăng, leo nheo. Tôi bảo nói ít thôi, tôi đi ngay lập tức. Dọa tôi bỏ nhà đi luôn. Sợ ngay. Dọa bỏ đi mà sợ? Ừ. Bác dọa bác bỏ đi mà chị nhà sợ? Sợ nhưng không phải là sợ tôi, sợ là sợ tôi bỏ đi đâu. Mà sợ tôi nhỡ ra ngoài đường mà chết ở ngoài đường nên là mang tội cho nên mới sợ. Thì thế cho nên là bác cho em ăn cơm hộp xong bác cho em ở nhờ nhà bác để cho nó sợ. Chú bị làm sao đấy? Chú ở răm bữa nửa tháng thì được. Cái chuyện là chú không chấn chỉnh, không giải quyết được. Chú ở địa nhà tôi cả đời à? Thế bác bảo em phải làm thế nào bây giờ? Thì chú cũng phải để cho tôi nghĩ chứ. Nghĩ nghệ sĩ sao phải nghĩ? Nghệ sĩ có đúng nghệ sĩ không? Trông điên thì kìa giống nghệ sĩ lắm. Ôi bác ơi, sao này mặt mũi bị xe tải đâm à? Đâm cái đầu anh ấy. Thế vào đây làm gì? Bác ơi, bác viết cho em cái đơn kìa.
đơn kiện cái thằng xe tải đâm rồi nó chạy đi ấy. Không. Thế làm sao? Viết cho em cái đơn ly dị bác ạ. Đơn ly dị? Vâng. Ôi thế sao hôm nay lắm người ly dị thế? Bà ý được cái đá xoáy đi. Cũng ly dị hả? Ôi mày, cũng ly dị hả? Ôi trời ơi. Vô duyên. Ly dị cái gì? Ly dị để mà lấy bà à? Nào, 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 nào. Mặt thì trông như chó vá. Ôi kìa chú Bấm. Anh định nói thế? Thôi, làm sao? Ly dị thế nào? Chứ mặt mũi sao lại thế này hả? Ôi trời ơi, bác ơi. Cái gì? Nói ra em mới không thể chịu được bác ạ. À, làm sao? Nói ra mà không thể nào mà thở được bác ạ. À, bác sao? 15 năm nay rồi em phải chịu cái cảnh này rồi bác ạ. À. Cứ bình thường thì nó không sao. Mà ngày nào nó cũng làm em như này đấy bác xem mặt. Đứa nào làm cô thế nào? Đứa nào? Hàng xóm hay là ai? Không phải hàng xóm. Đứa nào? Thằng chồng em nó mới khốn nạn. Ôi trời ơi. Thế nó làm gì? Đánh à? Nó đánh mà. Đánh mà thế này? Vâng. Mặt bắt như đeo kính thế này? Vâng. Đường như thế này. Mày nghĩ con gấu trúc không bác? Ôi giời ơi. Trông giống cả con dọn bể nữa. Thôi. Nhưng mà làm sao mà nó đánh? Đúng rồi. Phải có lý do chứ, tự dưng lại vợ chồng đánh nhau thế này à? Không có lý do gì, nó đánh em nó mới khốn nạn chứ bác. Ôi, thế thì tự dưng buổi sáng này tôi bảo mày sao đây tao đánh mày à? Bác, buổi sáng nó súc miệng là nó đánh em. Thế còn buổi trưa? Buổi trưa cũng đánh. Ờ thế này, đánh trưa thì chắc chiều thôi. Không, chiều nghỉ giải lao một hiệp nó lại đánh tiếp bác ạ. Ôi. Sáng đánh. Vâng. Trưa đánh. Vâng. Chiều đánh. Vâng. Này, đêm chắc là thôi ấy nhỉ? Ừ, đêm có khi cũng phải nghỉ để cho hàng xóm người ta còn ngủ chứ. Không, thằng này nó khỏe lắm bác ạ. Ôi giời. Khỏe hơn cả Châu ấy, đêm là nó oánh cấp tập luôn. Ôi giời. Nó đánh em gấp thép là 3 lần bác ạ. Ôi giời ơi, đêm nó mới oánh. Vâng. Mà oánh oánh rôn rập. Rôn rập luôn bác ạ. Ngồi đây, khổ quá. Ôi trời, mà đấy em cứ nói lên em lại không thở được mà em không thở được. Dạ. Cô nói thế nào chứ? Tôi thấy làm gì có thằng nào mà nó khỏe thế? Ừ, cô tưởng đánh người mà dễ à? Ừ. Ở với nhau bao nhiêu năm muốn đánh cũng phải có cảm xúc chứ. Mà này, chồng cô này đánh thế này có khi phải dùng bát đũa mâm hay là nồi cơm điện nó vạng mặt đấy chứ. Rồi ôi. Nó đánh bằng cái gì? Bạc cái gì nó cũng đánh, nó cứ gần một cái gì đó nó túm được là nó phạm vào mặt em luôn bác ạ. Rồi thế. Này, chồng cô này chính ra nhiều tài lẻ nhỉ. Ừ. Cái gì nó cũng chơi được. Ừ, mà sẽ đánh thì phải có thời điểm hay địa điểm ở đâu chứ lị. Không. À, đâu đánh đấy. Không chứ lị, chồng em nó lại có một cái đặc biệt là này, đánh là không báo trước thời gian, không báo trước địa điểm. Đấy. Cứ bạn đâu là nó đánh đấy. Hứng lên là đánh. Vâng, nó lôi em, nó đánh từ trong nhà đánh ra ngoài ngõ, chui vào trong toilet nó đánh, lên giường nó đánh bác ạ. Làm gì cái chuyện đấy? Tôi cũng không thể tin được. Có chuyện cái thằng ấy nó bị thần kinh chắc. Không, nó không thần kinh chứ gì. Nó thần kinh nó lại không đánh em thế. Đánh nó phải có nội dung như thế. Thật đấy, làm gì có chuyện. Cô nói thế chả ai tin cả đâu. Thật. Có thể ai bác không tin hả? Không tin. Gì có chuyện. Này, em nói thật với bác. Bác là đàn ông, các bác cứ bênh đàn ông. Bác cứ thử đặt địa vị bác vào em xem bác có chịu nổi không? Này, tôi nói cho cô biết nhá, không có đường gì tự dưng thằng đàn ông nó lại đấm, phải có lý do đặc biệt. Nó mới đánh thì. Thế được rồi. Thế bây giờ em nói luôn cái lý do đặc biệt mà nó đánh em được chưa? Rồi. Thế bây giờ bác thử làm em đi. Em làm thằng chồng em. Em diễn nguyên si cái đặc biệt em đánh cho mà xem. À diễn đi. Vâng. À. Tôi làm cô. Vâng. Rồi. À, tôi hiểu rồi. À, cô sẽ làm ông chồng. Em làm chồng em. Chú Bơm làm vợ. Vâng. Chú thử xem thằng chồng nó dã man mức độ nào. Xem đánh vì lý do gì. Còn tôi. Bác Phô làm gì? Bác làm hàng xóm đi. Hàng xóm. Rồi. Nào. Lúc nào lên đến đỉnh điểm bác vào bác cam cho em. Được rồi, nhá. Ok. Nào. Sau đây đêm biểu diễn xin phép được bắt đầu. Nào. Cầm đấy. Đúng là làm vợ chứ phải cầm chứ. Rồi. Tôi hàng xóm tới bên ngoài. Rồi. Bạn kia. Con nào? Mày đấy. Hả? Tao bảo mày là con đấy. Mày là con kia đấy. Đang diễn chú làm vợ đấy. Nó à, con vợ đấy, con vợ đấy, con vợ đấy. Dạ. Con kia. Dạ. Thế tao hỏi mày nhá. Có mỗi một cái việc mày bưng mâm cơm lên cho tao ăn thôi. Thế mày bưng mâm cơm cúng hay sao mà mặt mày cứ sưng phù lên như thế hả? Dạ. Đấy là tại vì em đang khóc ạ. Thế làm sao mà mày khóc? Em khóc là bởi vì em đau. Ai làm gì mày mà mày đau? Tao đã đánh mày đâu mà mày bảo mày đau. Dạ, em đau vì hôm qua anh đánh em. Trời. Mà thấy cái mồm nó điêu chứ. Ai đời có cái loại vợ gì mà chồng đánh từ hôm qua mà hôm nay nó mới kêu đau. Đúng, điêu trẹo họng này vả chết đi. Đấy. Riêng tôi đấy là mày đánh bác ấy đúng không? Mày ngồi xuống. Tao nói cho mày biết nhé.
đang diễn. Đánh à? Ôi trời ơi, làm nhớt ơi, đau quá. Bác hàng xóm ơi, bác cứu em với, đánh em à. Này, thấy chưa? Hàng xóm vào rồi. Được rồi, này, này, cô chú kia. Hả? Đêm mù khuya khoắt có sự bất thường là bất thường thế nào, phải để cho hàng xóm nghỉ chứ, tại sao lại đánh nhau thế này thế nào? Về, về đây. Hàng xóm mà, sang can mà. Hàng xóm sang can gì? Việc nhà tao, tao giải quyết, hiểu chưa? Sang can đánh à? Vợ tao tao đánh, mày sang can gì? Đánh mày được. Tôi về nhé. Này, bác ơi, bác cứu em với. Cứu cái gì? Cứu đằng rồi, mày ngồi xuống. Đúng rồi, ngồi xuống. Sao bác được đây em gì? Thì hết hàng xóm rồi, nhà tôi đây mà, phố tôi đây mà. À, hàng xóm xem qua cửa sổ. Tiếp đi. Xem qua cửa sổ đi nhá, cấm được nhảy vào nhá. Này, tao nói cho mày biết. Tao đánh mày vì rất nhiều tội, mày biết không? Tội thứ nhất là cái tội. Mày biết vì sao không? Dạ, em không biết ạ. Tội là tao đánh mày mà mày không biết vì sao mày bị đánh. Có cái con nào mà nó ngu mà nó không biết vì sao nó lại đánh không? Đấy, các bác thấy không? Đấy, đánh nhau vì không biết tội. Bác làm cái gì đấy? Đang ở ngoài bàn nha, ở ngoài bàn mà. Đấy, bác trật tự để cho em giải quyết bọn em. Xem này phải có chữ kiếm nhé. Rồi, em biết thế. Tao đánh mày cái tội thứ hai vì tội. Tội gì? Mày xấu. Xấu cũng đánh. Này, thế sao ngày xưa hồi cưa bảo đẹp lắm mà? Chính thế tao mới lại phải đánh mày. Mày dám lấy cái sắc đẹp của mày để mê hoặc tao. Mày che đi cái xấu xa trong con người mày. Vì thế tao phải đánh mày. Mày biết chưa? Thôi nhá. Không có thôi gì cả. Này, không diễn nữa. Không diễn nữa. Hết rồi. Xong rồi. Đúng không? Xong rồi. Vô lý. Đúng. Chưa, mày. Đấy mới là mắc lửa. Hết rồi, không làm hàng xóm nữa. Đừng can, không đừng đánh. Cô đánh tôi hơi đau đấy. Không diễn nữa. Trở lại đời thường đi. Hả? Bình thường. Trở lại đời thường à? Này, em nói cho bác biết. Đấy mới là một nửa đâu, còn nửa tiếp theo các bác ạ. Còn khủng khiếp hơn nữa. Thế là biết rồi. Nghe thế tôi biết rồi. Cô thấy không? Đúng thật. Chồng vũ phu quá. Tôi không thể chấp nhận được cái loại đàn ông như thế. Làm sao ở cái thế kỷ văn minh như thế này lại có những cái con người đồi bại như thế nhỉ? Đấy là mới chỉ là diễn thôi mà còn thế đấy nhá. Không hiểu thật nó còn thế nào nữa. Vợ là có phải là bao trấu đâu mà nó đánh nhỉ? Tôi nhìn này, như đeo kính. Kinh quá. Thế bác xem, thế làm sao mà bảo hôn bạn, làm sao hai bác không tin em. Các bác cũng thường em nói dối các bác. Thôi. Em nó khốn nạn. Bây giờ thế này, cô nghe tôi. Vâng. Cô cứ vào đây. Vâng. Uống nước nghỉ ngơi. Dạ. Tôi sẽ viết đơn cho cô. Vâng. Mà này, nó đánh cô như thế này mà cô không biết đằng đi báo chính quyền sở tại à? Báo công an phường đi. Khổ quá, em báo rồi. Đây là một cái hiện tượng nó gọi là bạo hành gia đình. Vâng. Không thể chấp nhận như thế được. Vâng. Tôi sẽ viết đơn cho cô. Dạ. Thậm chí tôi sẽ viết khuyến mại cho cô một lá đơn để kiện cái chính quyền sở tại. Tại sao lại thờ ơ với công dân của mình như thế? Vâng. Cô cứ vào kia, nghỉ ngơi. Vào đấy. Vâng. Cô, nghỉ ngơi, tí tôi viết đơn cho. Vâng, bác viết hộ em nhá. Được rồi, cô vâng, yên tâm. Vâng. Sao lại khổ thân thế? Xinh đẹp như thế mà nó đánh bầm dập cả mặt. Tại sao lại có loại đàn ông như thế chú nhỉ? Mà tôi nghĩ rồi. Lần này nhá, tôi quyết định. Đây là nạn bạo hành, không thể để như thế được. Tôi cũng sẽ viết một lá đơn ly dị cho chú. Em á? Ừ. Thôi. Có lẽ thôi bác ạ. Bây giờ bác viết cho em cái đơn thì về đưa dọa nó vui tay nó ký thật vào đấy thì... Mà nhà bác thì bác không cho em ở nhờ. Nó ký thật vào đấy thì em đứng đường. Có lẽ... Thôi bác ạ.